Em xin mến chào các bác yêu hoa lan trên toàn quốc. Thưa các bác, thì buổi tối hôm nay em xin được chia sẻ đến với các bác một cái kinh nghiệm chọn mua cái cây lan kiếm làm sao đấy để mà nó đạt được cái hiệu quả cao nhất. Thế thì cũng nhân tiện là hôm nay là cái cây lan của em nó đang có nụ và nó sắp nở hoa rồi. Và một cái cây lan thì em cũng mới mua được cả 2 tháng, nhưng mà bây giờ nó lên cho em được hai cái mầm gốc rất là đẹp. Và một cái cây lan là em cũng vừa mua được 2 tháng nhưng mà bây giờ nó lại lên hoa rồi. Thế thì đây các bác xem nhé, đây là một cái cây lan mà em cũng rất là yêu quý và rất là thích, cũng như là em đã mất khá nhiều thời gian cũng như là công sức để đi sưu tầm cái cây này về chơi. Và cái cây này thì nó là cái cây trưởng thành rồi. Khi em mua về đến nhà thì nó đã thuộc vào cái dạng cây là đã trưởng thành rồi. Cây trưởng thành là những cái cây mà các bác xem đây, nó cổ thì nó cũng chưa to lắm nhưng mà nó đã ra đầy đủ các cái bộ lá của nó rồi. Đấy, đây cái lá ngọn đây, nó đã ra đầy đủ cái bộ lá rồi. Đây chúng em gọi là cái cây trưởng thành. Và các bác biết rằng là một cái cây mà nó trưởng thành như thế này ấy, thì là thường thường là từ khi nó ra mầm cho đến nó cây nó trưởng thành như thế này thì nó mất khoảng độ 6-7 tháng. Đây còn lại là em giới thiệu với các bác, đây là một cái cây tơ nha. Một cái cây tơ ấy thì nó sẽ là cái thân cổ của nó là nó sẽ chưa kịp phát triển này. Đấy, nó chưa to. Còn cái thân trưởng thành này thì dù sao chăng nữa thì nó đã cũng đã phát triển và nó đã có cổ rồi. Đấy. Còn cái cây tơ ấy thì là cái cổ này là nó còn đang chưa phát triển. Và hai nữa ấy, là cái lá này, cái lá ngọn của nó đây các bác xem này. Nó chưa phát triển hết cái lá ngọn nha, nó chưa phát triển xong cái lá ngọn này. Đấy, thế thì là nó là một cái cây tơ mà chúng em hay gọi là cây tơ tít ấy. Đấy. Thế thì hai cái cây này mà các bác mua về làm giống là nó hoàn toàn có cái sự khác nhau nha. Một cái cây này ấy, khi mà nó đã là cây trưởng thành rồi thì sau khi mà các bác tách bụi nó ra và đưa về trồng thì cơ hội nó lên hoa như của em đây là tới 90%. Đây xin thưa với các bác là hoa nó lên mầm nhưng mà nó lại là bằng mầm hoa. Đấy. Đấy là đối với những các cái cây trưởng thành. Và đối với những các cái cây mà tơ ấy, mà đặc biệt là tơ hướng đầu ấy, tức là tơ mà nó bật mầm ra ở cái hướng đầu tiên ấy, thì đây xin thưa với các bác và nó còn đang phát triển lá ngọn là chưa xong. Thì khi chúng ta mua về đây cũng cùng một cái khoảng thời gian đấy thì đây các bác xem nó đã lên cho em 2 cái mầm gốc rồi. Đấy. Và nếu như 2 cái mầm gốc này mà nó phát triển thì chỉ sau có 3 tháng sau thôi thì cái khóm lan này, cái cây lan này của em nó sẽ trở thành một cái khóm lan và ít nhất là có 3 thân, đúng không ạ? Thế còn lại là đối với những các cái cây mà nó trưởng thành như thế này và nó đã ra hoa ấy, thì sau khi mà nó ra hoa xong thì các bác chúng ta cắt hoa nó đi và chúng ta với lại kích mầm và nó mới lên mầm. Thì cái thứ nhất ý, là cây nó sẽ yếu vì rễ nó chưa có nhiều, nó mới phụt ra được 2-3 cái rễ thôi, mà nó phải nuôi cái cây này và nó phải nuôi một cái hoa này thì sau này cái mầm của nó lên là nó sẽ rất là yếu và cái cụm này rất là yếu và nó sẽ chậm, nó lùi cái thời gian so với cái cây này.
là sẽ mất đi mất khoảng 4 tháng đấy các bạn. Đấy, 4 tháng. Vậy nên là tại sao với những các cái cây tơ như thế này thì trên các cái group hoặc trên thị trường thì nó có một cái giá rất là cao. Đấy, nó cao nhất là ở những các cái cây tơ mà chưa khai thác và cũng như là đang có nhiều những các cái, đang có hai những các cái mắt ngủ như thế này. Thì khi chúng ta về đấy, chúng ta về mà nếu như mà thời tiết cái mùa này là mùa đông thì em không nói, nhưng mà nếu như mà là mùa hè hoặc là cái mùa xuân, mùa phát triển ấy, thì chỉ sau có 3 tháng sau thôi thì chúng ta đã có một cái giỏ kiếm là rất là ấm chậu rồi. Một cái giỏ kiếm là có 3 thân ấm chậu, và từ hai cái mầm kia nó sẽ lên hai cái thân, và từ hai cái thân tơ đó thì nó sẽ đẻ ra rất nhanh, nó sẽ đẻ ra cho chúng ta là mỗi một thân là hai cái mầm ở cái cây nữa, rất là nhanh. Vậy có nghĩa là một cái thân này nó sẽ cho chúng ta hai cái mầm này, và hai cái mầm này chỉ sau 3 tháng sau thôi thì nó có thể cho chúng ta là 4 cái mầm, và sẽ là 4 cái cây tiếp theo nữa thì nó rất là nhanh. Còn đối với những các cái cây già như thế này thì nó tách nó ra là nó sẽ ra hoa. Cây này là cũng chưa phải cây già đâu các bác nhá, nó mới chỉ là cây trưởng thành thôi. Đấy, mà tách nó ra thì bây giờ là nó sẽ về, nó sẽ nở hoa. Và nó nở hoa như thế này thì để nó lên được những các cái mầm cây thì rất là lâu. Vậy nên là em làm một cái video này ấy, chia sẻ với các bác ấy là cái kinh nghiệm để cho các bác là mua những các cái cây lan kiếm làm sao đấy mà đưa về trồng cũng như là chăm sóc để nó sớm đạt được những các cái hiệu quả mà mong muốn nhất. Thế thì hôm nay các bác xem cái video này của em thì các bác biết được rằng là cái cây tơ cũng như là cái cây mà nó đã trưởng thành, thì hai cái cây này mà mua về làm giống thì nó có những các cái giá trị cũng như là cái sự phát triển là nó như thế này. Cây này thì nó sẽ phát triển lâu và chậm hơn so với những các cái cây tơ là vài tháng, nhưng mà nó lại có một cái ưu điểm ấy, thì chúng ta test hoa đây, nếu mà mua những các cái chỗ nào mà nó không uy tín hoặc là chúng ta cần test hoa thì chúng ta dễ kiểm tra được cái hoa này. Đấy. Còn lại là nếu như chúng ta đã mua ở những các cái nơi mà những cái chỗ mà nó uy tín, chúng ta đã biết rồi thì chúng ta không cần phải test hoa nữa, mà chúng ta là chăm sóc luôn để cho cây cho nó sớm thành những các cái bụi, thì chúng ta phải mua những các cái cây như thế kia. Đấy là cái kinh nghiệm mà em đã trải nghiệm trên cái thực tế, và hôm nay em chia sẻ với các bác. Đây, và đây em xin quay và gửi đến cho các bác nhé, một cái cây già ấy, một cái cây già mà nó em mua về nó đã nở hoa, mà em chăm sóc từ tháng 3 ấy, từ tháng 3 đến bây giờ nó mới lên được cho em có như thế này này. Đấy là cũng là một cái cây già, và khi mà về đến nhà là nó nở hoa đấy. Đây, đây là cây Flat Amazon của em các bác nha. Năm ngoái, cái đợt tháng 3 đấy, đợt tháng 3 vừa rồi đây thì em mua có một cái cây già này. Vì các bác biết rồi, kinh phí thì không có, tiền thì không có, mà phải mua một cái cây già này. Thế thì khi mà cái cây già này về thì nó lại nở hoa các bác. Đây, nó lại ra, nó nở hoa. Thế thì em cắt cái hoa nó đi và em kích mầm thì nó lên được cho em một cái mầm này, sau đó nó lại lên tiếp cho em được cái mầm này là hai mầm, và em chăm sóc từ tháng 3 đến bây giờ là tháng 12 rồi đấy, là tới gần 9-10 tháng trời
nó mới lên được cho em hai cái thân như thế này. Hai cái thân còn đang rất là nhỏ. Và bụi này thì phải sang năm nó mới phát triển mạnh được. Đấy, 7 tức là 9 tháng, 9 tháng với 10 tháng mà bây giờ mới được như thế này từ một cái thân giả. Đấy là em chăm sóc rất là tốt đấy nha. Trong khi đó thì đây, với những các cái cây thân tơ như thế này, có một cây già và em mua về là có một cái cây già lá dài 80 cm kìa, và hai cái thân tơ là 3. Thế thì về mới có được có 4 tháng thì đến bây giờ đây nó đẻ cho em được 4 cái măng. 4 cái măng này mà bây giờ lá nó to bằng 4 cm này. Đấy, các bác xem này. Đấy, bây giờ nó đẻ cho em được 4 cái măng như thế này rồi. Còn to hơn cả cái thân mẹ, thân tơ mẹ này. Đấy, còn đây là cái thân bà trong rừng đưa về đây. Lá rất dài. Lá chỉ có khoảng độ 3 cm thôi. Hơn 3 cm mà dài tới gần 1 m. Trong cái đó thì bây giờ em chăm sóc mới được có 20 cm đây mà lá to hơn cả lá của cây thân bà. Đấy, mà rất nhanh, chỉ trong có 4 tháng thôi mà nó đã từ một thân mẹ này và hai thân tơ, tức là từ một thân bà đấy và hai thân tơ, thì bây giờ nó đã trở thành 7 thân như thế này. Mà thân con này các bác xem, đấy, cái thân con nó to, nó mập như bằng hai ngón tay luôn. Mà lá thì to thế này. Đấy. Thế nên là cái kinh nghiệm để em chia sẻ với các bác là khi mà chúng ta mua các cái cây lan kiếm giống ấy, chúng ta đi, chúng ta sưu tầm thì chúng ta nên mua những các cái cây nào đấy là nó còn tơ. Đấy, thì về nó rất là nhanh. Đấy, những các cái cây như thế này thì rất là nhanh, là ấm chậu. Chỉ có tháng 3 thôi thì các bác thấy rằng là nó sẽ phát triển như thế nào. Ra Tết là nó phát triển ảo ảo. Đấy, còn lại cái này thì bây giờ còn phải ngắm hoa. Chơi hoa, ngắm hoa xong rồi mới lại kích được cái mầm này. Thôi em xin chào các bác nha. Hôm khác em lại quay và chia sẻ đến cho các bác cái cách chăm sóc cái cây này làm sao để nó đạt được như thế nào. Nó nhanh và nó đạt được như thế nào. Và những các cái cây như thế nào để nó phát triển rất là nhanh và nó đạt hiệu quả. Thôi xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các cái video sau. Rất mong các bác quan tâm, hãy là đăng ký cũng như là ấn like video nha. Xin chào và hẹn gặp lại.